Thông báo từ trung tâm điều hành NASA tại căn cứ không quân Vandenberg ở California. Đây là trạm kiểm soát tên lửa đẩy Delta. Bên trong quả tên lửa được bắn ra ngoài không gian là 60 vệ tinh siêu nhỏ thế hệ mới nhất. Chúng sẽ âm thầm theo dõi thế giới. Nhưng hầu hết chúng ta coi chúng như là những thứ hiển nhiên. Là một trong những thứ phức tạp nhất của khoa học mà con người phát triển ngày nay, vệ tinh liên tục lặp lại những quy luật của phát minh. Và kính viễn vọng vệ tinh cho phép chúng ta có thể nhìn tới nơi xa nhất của vũ trụ. Chúng ta chuẩn bị cách tìm hiểu những cỗ máy đầy cảm hứng này đã bay vào bầu trời như thế nào. Cùng nhìn lại chặng đường 50 năm ngành nghiên cứu vệ tinh được phát triển tới tận ranh giới của công nghệ và cách nó thay đổi cuộc sống của chúng ta. 5, 4, 3, 2, động cơ chính bắt đầu khởi động. 1, 0 và đẩy tên lửa Delta 2 mang theo vệ tinh NPV. Đây là câu chuyện kể về những vệ tinh đã thay đổi mọi mặt trong cuộc sống của con người theo cách mà nhiều người trong số bạn nghĩ sẽ không thể làm được. Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng, một ngày bình thường trong một căn nhà bình thường. Nhưng trong khi chúng ta ngủ, liệu bao nhiêu người trong số chúng ta biết được cuộc sống của mình đang dựa vào những máy móc phi thường, luôn theo dõi chúng ta từ ngoài vũ trụ? Chúng tác động tới thời gian, điều chỉnh đồng hồ của chúng ta. Chào buổi sáng. Và khi chúng ta đang thưởng thức bữa sáng, vệ tinh chuyển dẫn tín hiệu tới TV. Có ít nhất 3 vệ tinh kết nối trực tiếp tới những nơi khác của thế giới. Và cái thứ tư xa hơn cho phép con người dự báo được thời tiết. Những vệ tinh này không có gì lạ. Có thể bạn đã biết về chúng. Thế còn hàng trăm vệ tinh khác thì sao? Chúng hỗ trợ việc thu hoạch lúa mì dùng trong bữa sáng của bạn, hay vận chuyển sữa cho bạn, hoặc chọn nơi bạn đi, trồng cà phê cho bạn uống. Những vệ tinh khác quản lý nguồn nước, theo dõi lụt lội và các sóng năng lượng trong mạng lưới điện quốc gia. Ngay cả trong ô tô, chúng ta cũng nhận ra thiết bị định vị vệ tinh, kể cả nhiên liệu mà chúng ta bơm vào, và trò chơi xổ số, hay thậm chí những đoàn tàu. Tất cả mọi thứ ngày càng phụ thuộc vào các vệ tinh. Tàu hỏa, máy bay, điện thoại, việc vận chuyển hàng, trồng trọt, và cả sự lụt lội. Con người không chỉ cần 9 loại vệ tinh trong buổi sáng, mà chúng ta cần tới 40 loại vệ tinh. Đây là những vệ tinh đã thay đổi cuộc sống của chúng ta. Những loại vệ tinh nào sẽ thay đổi hiểu biết của chúng ta về vũ trụ? Đây là nguyên mẫu kính viễn vọng không gian James Webb. Khi mô hình này được phóng ra không gian vào năm 2018, nó sẽ là kính viễn vọng vệ tinh lớn nhất và có năng lực mạnh nhất. Nhờ nó, chúng ta có thể nhìn rộng hơn, sâu hơn và rõ ràng hơn vào vũ trụ hơn bao giờ hết. Nó có thể cho phép chúng ta biết được mọi sự khai sinh của vũ trụ. Bằng việc chụp lại hình ảnh của những ngôi sao cách chúng ta khoảng 13 tỷ năm ánh sáng, nó sẽ cho ta biết được đúng thời điểm vũ trụ được sinh ra và tiết lộ vũ trụ đã được hình thành như thế nào. Kính viễn vọng không gian James Webb và nhiều vệ tinh khác thống lĩnh chúng ta ngày nay là hai trong số những thành tựu khoa học vĩ đại nhất trong kỷ nguyên của chúng ta và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển công nghệ. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những đột phá tạo nên các máy móc xuất sắc này.
Chúng ta phải đối mặt với những thách thức khoa học nào trong cuộc cách mạng vệ tinh? Lúc đầu, có một vấn đề nổi cộm mà tất cả các nhà khoa học muốn giải quyết là làm thế nào để đưa một vật ra ngoài trái đất. Để trả lời câu hỏi đó, kỹ sư vệ tinh Marie-Andrine Pocock đã đi đến ý tưởng phóng vào không gian một vệ tinh giả tưởng. Ba, hai, một, bắn. Dĩ nhiên, trọng lực sẽ kéo vệ tinh giả tưởng quay lại trái đất. Cái gì bay lên sẽ luôn phải hạ xuống, phải không? Như các bạn biết, trái đất có hình cầu, và điều đó có nghĩa là khi chúng ta di chuyển ngang phía trên bề mặt trái đất, nó sẽ nhẹ nhàng di chuyển theo quỹ đạo và rời xa chúng ta. Vì thế, nếu bạn có thể di chuyển đủ nhanh, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Đó là, mặc dù chúng ta không ngừng rơi, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ rơi xuống mặt đất. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng tôi có thể phóng quả cam này với tốc độ vô cùng nhanh. Điều này liên quan đến định luật Newton được phát hiện cách đây 300 năm. Nó nhắc tới việc khi một vật chuyển động theo chiều ngang, lực hút của trái đất sẽ kéo nó rơi xuống đất. Nhưng nếu quả cam hoặc bất cứ thứ gì di chuyển đủ nhanh, nó có thể thắng được trọng lực của trái đất và không bao giờ bị rơi xuống đất nữa. Bởi vì trái đất chỉ hơi cong, nên bạn cần di chuyển với tốc độ khoảng 8.000 mét trên giây để cân bằng với sức kéo của trọng lực trái đất. Nếu bạn có thể đạt được tốc độ này, bạn có thể chuyển động xung quanh trái đất thay vì rơi xuống nó. Tất nhiên điều này không dễ dàng, bởi vì không khí sẽ làm giảm tốc độ của bạn và cản trở bạn trên đường đi. Nhưng một khi bạn thành công và ở trong không gian, cách mặt đất khoảng 300 km, bạn đã ở trong khoảng không vũ trụ. Và nếu bạn có thể giữ cho quả bóng của mình di chuyển đủ nhanh ở phía trên đường cong, tức là quả bóng của bạn đang trong một quỹ đạo. Đó mới chỉ là lý thuyết. Vào năm 1957, một quả tên lửa của Nga mang theo vệ tinh nhân tạo đầu tiên đi vào quỹ đạo phía trên trái đất. Vệ tinh Sputnik chỉ to bằng quả bóng chuyền và nó ở trong quỹ đạo trong vòng 3 tháng. Đối với Liên Xô lúc bấy giờ, đây là một chiến thắng vang dội. Và âm thanh của bộ máy chuyển đổi sóng radio siêu nhỏ đã khai hỏa cho cuộc chạy đua vào không gian. Đây là một mô hình vệ tinh Sputnik. Hầu hết mọi người nghĩ rằng nó đã bị cháy trong không khí, nhưng trên thực tế chỉ có phần nhỏ của nó bị đốt cháy. Vệ tinh mang tính cách mạng này vẫn được lưu giữ ở thủ đô Washington. Chúng ta có một thiết bị gọi là chốt nổ. Nó là một thiết bị khá nhỏ và không phải là một chốt nổ theo đúng nghĩa đen. Nó chỉ ngụ ý rằng bạn đã phóng một quả tên lửa bằng cách bật mở một cái chốt hoặc một thứ gì đó, đại loại như vậy. Nó là một bộ phận nhỏ bằng kim loại phù hợp với tàu vũ trụ Sputnik. Và khi bạn sẵn sàng khởi động, hệ thống ở bên trong chạy bằng pin, bạn có thể kéo chốt lên, nó sẽ nối mạch điện và cho phép các hệ thống năng lượng bắt đầu vận hành. Chất nổ là một thiết bị nhắc nhở vô hình cho người chiến thắng trong cuộc đua vào không gian. Bằng cách tạo ra kết nối giữa pin và bộ chuyển đổi, con người đã mở ra kỷ nguyên của vệ tinh. Nhưng điều này không hề dễ dàng. Để theo đuổi cuộc chạy đua vào không gian, người Mỹ đã mất nhiều năm để nghiên cứu tên lửa. And
và họ đã từng thất bại nhiều lần. Trước khi phóng thành công vệ tinh đầu tiên mang tên Explorer 1. Năm 1959, vệ tinh Explorer 6 đã chụp được bức ảnh đầu tiên của trái đất. Mặc dù bức ảnh không rõ lắm, nhưng đủ khiến một nhóm người vô cùng háo hức. Năm 2007, theo tiết lộ, vệ tinh của Mỹ được sử dụng với mục đích theo dõi lãnh thổ. Ví dụ như ở sân bóng bầu dục của giải Super Bowl, cơ quan chống khủng bố Mỹ muốn theo dõi những nguy cơ khủng bố tiềm tàng trong nước. Điều này cho thấy những giải pháp đối phó bây giờ đủ mạnh để theo dõi một sự vật hay một cá nhân nào đó. Down to a few centimeters. But spying nhưng những ứng dụng gián điệp mới chỉ là một phần nhỏ trong khai thác vệ tinh. Bởi vì các nhà khoa học dân sự cũng bắt đầu sử dụng những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho các lĩnh vực khoa học và làm thay đổi nhận thức của chúng ta về trái đất. Tất nhiên, điều này dẫn đến những đột phá trong việc dự báo thời tiết, chẳng hạn như sự co lại của các khối băng hay những ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới môi trường. Hãy tưởng tượng rằng nó tiết lộ đầy đủ những điều kỳ diệu về hành tinh của chúng ta. Nó mở ra những chân trời mới về thông tin và cho lĩnh vực nghiên cứu. Nhưng khối lượng thông tin khổng lồ đôi khi tạo ra những thử thách cho chính chúng ta. Tiến sĩ Albert Lin đang sử dụng những hình ảnh vệ tinh để khám phá một khu vực xa xôi ở Nội Mông. Ông đang tìm kiếm lăng mộ của một trong những vị lãnh đạo lỗi lạc nhất trong lịch sử thế giới, người đứng đầu các bộ lạc Mông Cổ, đó là Thành Cát Tư Hãn. Hình ảnh vệ tinh chi tiết của ông trải dài với diện tích hơn 10.000 km vuông, nhưng việc khảo sát khu vực ảo này dường như cũng khó khăn không kém việc tìm kiếm trên một khu vực thực tế. Đối với tôi, điều này giống như mỏ kim đáy bể, và tôi thậm chí không biết cái kim đó trông như thế nào nữa. Chúng tôi đã rơi vào bế tắc khi mà có rất nhiều con đường để đi. Bạn có thể thấy những con sông và những điểm đặc biệt ở đây. Khi bạn nhìn vào chúng, bạn sẽ nghĩ rằng mỗi một điểm ảnh này sẽ chỉ cho bạn một điều gì đó. Có một điểm khác ở đây trông không tự nhiên lắm. Nó khá lạ phải không? Ví dụ như cái này, những chấm nhỏ ở đây, những gò nhỏ này trông chúng không giống những thứ do con người tạo ra. Nhìn vào một hình ảnh vệ tinh, các máy tính không thể nhận ra những điểm đặc biệt mà có thể là di tích cổ. Vì thế, 10.000 km vuông đòi hỏi cần được rà soát bằng mắt thường. Đây dường như là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng các nhà khảo cổ đã tìm ra một giải pháp thông minh. Tiến sĩ Lin kêu gọi sự giúp đỡ của hàng nghìn tình nguyện viên. Ông đã chia tách những hình ảnh vệ tinh rộng lớn thành vô số những hình ảnh nhỏ, rồi đưa trên một trang web. Sau đó, ông mời tất cả mọi người tham gia vào cuộc thám hiểm kỹ thuật số. Bất cứ ai nhìn thấy điều gì đặc biệt, họ phải đánh dấu nó. Và tranh cãi bắt đầu nổi lên xung quanh việc lựa chọn những điểm nào xứng đáng để khám phá. Những đốm nhỏ này đại diện cho những người đồng ý tham gia chương trình một cách độc lập cùng một thời điểm. Ý tôi là họ không biết họ đang làm việc cùng nhau. Có cái gì đó ở đây, hãy nhìn gần hơn một chút. Trông nó hơi lớn, kỳ lạ và có hình chữ nhật. Hãy nhìn vào bối cảnh xung quanh nó, bạn sẽ thấy rằng nó thực sự nằm ngay gần những chấm nhỏ này. Chúng tôi đã nói với mọi người rằng, nhìn này, hãy lần theo những manh mối mà chúng ta đã nhờ những tình nguyện viên tìm giúp. Những dấu chấm nhỏ này là nhà của người dân. Đây là những cái lều của họ. Và chúng tôi đã phát hiện ra chỗ này. Nó thực sự là một pháo đài cổ. Nó không phải là lăng mộ, nhưng chắc chắn nó là manh mối quan trọng. Tiến sĩ Albert Lin với sự giúp sức của các tình nguyện viên trên mạng vẫn chưa tìm thấy lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn. Nhưng việc làm của ông đã như một lời nhắc nhở an ủi rằng ngay cả những công nghệ tiên tiến nhất không phải lúc nào cũng thay thế được khả năng đánh giá của con người. Những con chip cảm biến CCD đã chuyển đổi không chỉ quét những hình ảnh ở hành tinh chúng ta mà còn vươn xa quét hình ảnh ở ngoài vũ trụ.
Đó là nhiệm vụ của kính thiên văn không gian James Webb khi nó được phóng vào vũ trụ năm 2018. Nó sẽ nhìn xuyên qua dải ngân hà, nơi cách trái đất rất xa. Để chụp được những hình ảnh này, nó cần sử dụng một cái gương khổng lồ. Và vấn đề không chỉ ở kích cỡ. Để nhìn sâu vào vũ trụ, các nhà khoa học phải nắm bắt được công nghệ sản xuất gương để tạo ra một chiếc gương có khả năng vượt trội nhất. Trên tất cả, bộ phận quyết định đối với những chiếc gương trong một chiếc kính viễn vọng không gian, đó là lớp tráng gương. Nó có tác dụng phản ánh thực tế chiếu vào. Những chiếc gương phải thật hoàn hảo, ngay cả những vết bụi nhỏ nhất có thể là thảm họa. Vì thế, phòng thí nghiệm này là một trong những căn phòng sạch sẽ nhất trên thế giới, thậm chí sạch hơn cả phòng mổ của bệnh viện. Tấm kính lục giác này là một trong những tấm kính sẽ tạo ra gương của chiếc kính viễn vọng không gian James Webb. Chúng được làm bởi chất beryl, một kim loại hiếm với đặc tính vô cùng bền và nhẹ. Khẩu súng đó có chứa khí nitơ. Anh ấy đang xì vào bề mặt kính. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta thổi bay tất cả mọi hạt bụi nào còn sót lại trên kính trước khi nó được đưa vào không gian. Sau đó, tấm kính được đặt cẩn thận vào trong một buồng chân không trong khoảng 2 giờ. Tất cả không khí và bất kỳ bụi bặm sẽ bị hút khỏi nó. Cuối cùng, người ta sẽ tráng một lớp vàng lên bề mặt gương. Vàng được sử dụng để tráng gương bởi vì nó phản chiếu tia hồng ngoại rất tốt. Phần quang phổ mà chiếc kính viễn vọng James Webb sử dụng để ghi lại hình ảnh. Đầu tiên, nó được làm nóng bằng tia laser. Sau đó, người ta làm bay hơi vàng. Lượng vàng mà chúng ta làm bay hơi khoảng 40 gram. Lượng vàng bám vào gương chỉ bằng 1/4 chỗ đó, khoảng 10 gram. Hãy tưởng tượng ta có một tờ giấy dày khoảng 1/250 cm. Chúng ta có thể phủ lớp tráng vàng dày 1/25 cm lên tấm giấy đó. Kết quả sẽ cho ra đời những chiếc gương hoàn hảo nhất trên thế giới. Có tất cả 19 chiếc gương và chúng đều có hình lục giác, bởi vì như vậy chúng có thể đặt khít lên nhau dễ dàng hơn so với khi nó có dạng cong. Các hình lục giác cũng tạo thành một hình dáng, đó là khoảng tròn tập trung ánh sáng đều nhau. Những chiếc gương là đặc trưng của kính thiên văn James Webb. Để tạo ra chiếc kính thiên văn này, người ta đã phát triển và ứng dụng những kỹ thuật tối ưu nhất của công nghệ. Có một nghịch lý kỳ lạ là, để phóng nó vào quỹ đạo, chúng ta sẽ phải dựa vào công nghệ cơ bản tương tự với công nghệ phóng tên lửa Sputnik cách đây nửa thế kỷ, với một khoang tải trọng không lớn hơn nhiều. Chiếc kính viễn vọng không gian James Webb có những tấm năng lượng mặt trời khổng lồ và một tấm lá chắn mặt trời dày 5 lớp có tác dụng bảo vệ những bộ phận dễ hỏng của nó. Tựu chung lại, nó rất cồng kềnh. Vậy làm cách nào để đưa tất cả những thứ này vào trong một quả tên lửa? Câu trả lời nằm trong thuật gấp giấy Nhật Bản origami. Người sáng tạo ra công viên chủ đề thu nhỏ là tiến sĩ Robert Lang. Và thật tuyệt vời, những kỹ năng gấp giấy Nhật Bản của ông lại vô cùng giá trị với một chương trình nghiên cứu vũ trụ của NASA. Bởi vì nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản cho phép bạn biến những thứ rất lớn thành những thứ rất nhỏ. Tiến sĩ Lang đang minh họa cách biến một vật thể với kích cỡ bằng một tấm năng lượng mặt trời vừa với một khoang trọng tải. Tờ giấy này có diện tích 9 mét vuông. Và nó sẽ thu nhỏ lại sau 72 lần gấp.
Robert trả lại mép gấp để tăng độ chính xác và sự linh hoạt. Anh đang gấp theo đường hình xoắn ốc. Đúng vậy. Nghệ thuật gấp giấy là của người Nhật Bản. Không rõ nó có phải là một loại hình nghệ thuật mang tinh thần thượng võ không, nhưng chắc chắn nó cần một đến hai bước xoay vòng của ninja. Hoàn thiện rồi. Chúng ta đã giảm được kích thước của nó xuống chỉ còn 1/100 diện tích và 1/10 chiều dài. Vì vậy, lợi thế của hình dáng bậc thang đó là nếu chúng ta cần làm vệ tinh lớn hơn thiết kế ban đầu, chúng ta có thể sử dụng cách gấp tương tự cho các mẫu lớn hơn. Nó sẽ được gập xuống theo cùng một cách, thậm chí gần như cùng một kích cỡ, nhưng nó sẽ dày hơn một chút bởi vì chúng ta sẽ có nhiều lớp gấp hơn ở bên ngoài. Tác phẩm của tiến sĩ Lang rất khéo léo, nhưng điều tuyệt vời hơn lại là cách mở của nó. Mặc dù thiết kế trông có vẻ phức tạp, nhưng bởi vì nó được gấp dọc theo trục, nên toàn bộ tấm chắn mặt trời có thể được mở ra chỉ với một động cơ đơn. Minh họa này cho thấy, vào năm 1995, các nhà khoa học Nhật Bản đã sử dụng thủ thuật tương tự để gấp một tấm pin năng lượng mặt trời lớn trên một vệ tinh gọi là The Space Flight Unit. Đó là một ứng dụng thiên tài của nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản ở thế kỷ 17 cho một công nghệ do người phương Tây phát minh vào thế kỷ 21. Phần lớn các vệ tinh có những cấu trúc lớn như thế này nên chúng có đặc điểm dễ nhận ra là con người có thể nhìn thấy chúng từ trái đất. It means we can see them from the earth. Cái đó là gì vậy? Cô nhìn thấy hai vật gì đó lóe sáng. Cô đoán nếu chúng là máy bay và một thứ gì đó cũng đang phát sáng đằng kia. Kỹ sư vệ tinh Mary Andrin Pocock và một nhóm các cô gái nhỏ đang cố gắng tìm kiếm các vệ tinh. Bây giờ các cháu được nhìn theo một hướng. Chúng ta phải nhìn tất cả mọi thứ bay ngang qua bầu trời, cố gắng đưa nó vào tầm mắt của mình. Cháu có thể nhìn thấy mặt trăng, nhưng không thể thấy hai trong số những vệ tinh. Trung bình cứ 25 phút lại có hai vệ tinh bay ngang qua nước Anh, nhưng chúng chưa phải là những thứ dễ dàng nhìn thấy nhất. Các cháu có biết chúng ta đang tìm kiếm thứ gì không? Chúng ta đang tìm kiếm một thứ trông giống như một cái máy bay, nhưng nó không phát sáng mà di chuyển chậm chạp ngang qua bầu trời. Tối nay, những cô gái nhỏ đã rất thích thú, bởi vì vệ tinh lớn nhất đã bay ngang qua đầu họ. Đó là trạm vũ trụ quốc tế, sản phẩm lớn nhất do con người tạo ra để đưa vào quỹ đạo. Người ta đã mất 12 năm nghiên cứu và thực hiện 30 chuyến bay thử mới có thể tạo ra nó. Và nó bay quanh trái đất xấp xỉ 16 lần một ngày. Mọi người, bao gồm cả những nhà thiên văn học có kính viễn vọng, đang chờ đợi nó xuất hiện ngang qua bầu trời. Wow, cháu nhìn thấy một ngôi sao đang di chuyển rất nhanh. Cô nghĩ nó không phải là một ngôi sao đâu, đó là trạm vũ trụ đấy, trạm vũ trụ quốc tế. Có một nguyên tắc khá thực tế là nếu một vệ tinh di chuyển ở độ cao khoảng 300 km so với mặt đất, chúng ta có thể nhìn thấy nó di chuyển được khoảng 1 km vuông bằng mắt thường. Trạm vũ trụ quốc tế có 8 tấm pin năng lượng mặt trời, mỗi tấm dài 70 mét. Vì thế, bằng mắt thường, chúng ta có thể nhìn thấy nó từ trái đất một cách rất rõ ràng. Đó là gì vậy? Vẫn là trạm vũ trụ không gian. Nó đã đi khỏi khu vực trên đầu chúng ta và di chuyển tới đằng kia. Các cháu có nhìn thấy nó vẫn đang di chuyển chậm chạp không? Giống như nhiều vệ tinh khác, chúng ta có thể nhìn thấy trạm vũ trụ ISS trong khoảng vài phút trước khi nó biến mất vào chân trời. Cô nghĩ nó đã đi rồi. Nó đi đâu rồi? Chán thật. Không sao mà, ít ra cháu đã nhìn thấy nó. Vào những năm đầu tiên ra đời vệ tinh, sự biến mất này làm các kỹ sư và những người kiểm soát thấy hụt hẫng giống như các cô gái nhỏ. Bởi vì điều đó nghĩa là tín hiệu đã bị mất khi vệ tinh bay tới một phần khác của trái đất. Để duy trì tín hiệu liên tục, các vệ tinh cần ở vị trí thẳng với điểm cố định tại trái đất.
Vậy làm thế nào để giữ một vệ tinh có quỹ đạo luôn bay trên một điểm cố định ở trái đất khi mà hành tinh của chúng ta luôn quay? Dường như điều này rất đơn giản. Bạn chỉ cần làm chậm tốc độ vệ tinh xuống cho đến khi nó ở trên điểm bạn muốn. Nhưng thật không may mắn, nó khó hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu. Để minh họa cho các bạn, tôi sẽ sử dụng chiếc đu quay gỗ chạy theo vòng tròn này. Giả sử đây là trái đất đang quay quanh trục và đây là vệ tinh Mercury di chuyển theo quỹ đạo của nó. Nếu cô ấy bắt đầu làm nó chậm lại, để ở trên một nơi nào đó, cô ấy không thể di chuyển đủ nhanh để ở trong quỹ đạo, vì thế cô ấy di chuyển theo đường xoắn ốc tới trái đất và thậm chí có thể làm cháy không khí. Có một giải pháp. Khi tôi càng đi xa khỏi trái đất, ảnh hưởng của trọng lực càng yếu và khả năng nó hút tôi lại trái đất càng nhỏ hơn. Có một vị trí đặc biệt nơi lực hút của trái đất rất yếu, vì thế tôi có thể dễ dàng di chuyển chúng vào quỹ đạo, nhưng cũng đủ chậm để phù hợp với tốc độ của điểm duy nhất trên bề mặt trái đất phía dưới. Các nhà khoa học đã tính toán rằng vị trí này nằm cách trái đất gần 36.000 km. Ở quỹ đạo này, vệ tinh luôn ở trên một điểm cố định tại trái đất. Vệ tinh ở đây trong một quỹ đạo địa tĩnh, và khi lần đầu tiên điều này được thực hiện, nó đã tạo ra một cuộc cách mạng, bởi vì bây giờ, bất cứ là ngày hay đêm, các vệ tinh có thể phát tín hiệu thông tin trở lại mặt đất. Điều này dẫn đến sự ra đời của các vệ tinh thông tin. Nó có nghĩa là chỉ với vài vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh, bạn có thể phát tín hiệu xung quanh hành tinh, phát thông tin tới hầu hết mọi người. Vệ tinh đầu tiên tiếp sóng tín hiệu TV là vệ tinh Telstar vào năm 1962. Chúng tôi đang ở đây, trong một quán bar. Đó là gương mặt một người đàn ông, chính xác là vậy. Cuộc phát sóng đầu tiên chỉ kéo dài 19 phút. Nhưng trong vòng vài năm, chỉ có một mạng lưới vệ tinh điện tĩnh tồn tại. Thông tin có thể được phát bất cứ lúc nào hoặc ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Cuối cùng, khi có nhiều vệ tinh hơn, TV và điện thoại sẽ có mặt khắp toàn cầu, một suy nghĩ gây bất ngờ cho mọi người. Ngày nay, gần 200 vệ tinh thông tin đang phát tín hiệu trở lại trái đất. Hầu hết chúng nằm trong quỹ đạo địa tĩnh, nhưng việc duy trì quỹ đạo cách trái đất 35.786 km không hề dễ dàng. Các vệ tinh thường có xu hướng trôi đi. Vậy nên, để giữ chúng ở đúng quỹ đạo, bạn cần một công nghệ có thể tác động vào đỉnh của nó bằng tên lửa Saturn V. Một loại tên lửa mạnh nhất từ trước tới nay. Nhưng không phải tất cả động cơ đẩy tên lửa đều cần phải như thế. Để đưa một vệ tinh giống như kính viễn vọng James Webb vào một quỹ đạo, bạn cần một công nghệ động cơ đẩy có tính chính xác cao hơn nhiều. Tại đây, các kỹ sư của Viện Công nghệ Massachusetts, những chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật động cơ đẩy, đã đưa chính họ tới một chân trời mới của sự chính xác. Trong phòng thí nghiệm này, họ nghiên cứu ra cách tái tạo điều kiện không gian không có ma sát. Bằng cách dùng một cái mặt bàn và các vệ tinh thu nhỏ được gọi là spheres. Chúng tôi sử dụng những khoang không khí nhỏ này mục đích hỗ trợ sức nặng của vệ tinh, và khi chúng ta bật cái van nhỏ ở đây, không khí sẽ đi ra khỏi những khối cầu này. Trông chúng rất giống những quả bóng khúc côn cầu và cái bàn chơi khúc côn cầu không khí. Trừ một điều là không khí đi ra từ những quả bóng này và vệ tinh sẽ trôi xung quanh bề mặt. Những động cơ đẩy siêu nhỏ trên khối cầu bắn ra carbon dioxide được nén. Khí carbon dioxide không màu, nhưng những sợi dây kim tuyến sẽ cho biết khi nào hệ thống bên trong sẽ khai hỏa, đốt cháy động cơ đẩy.
Và giống như trong không gian, vệ tinh của bạn sẽ phóng theo hướng ngược lại, nhưng không gì có thể ngăn được nó. Khác hẳn khi nó khó khăn ở trong không gian ba chiều. Họ đã kiểm tra những khối cầu trong khoang tàu của trạm vũ trụ quốc tế. Nó cho thấy những động cơ đẩy của chúng rất chính xác. Những khối cầu có thể bay theo đội hình gần. Tiếp theo là tạo ra vệ tinh có thể làm điều này trong quỹ đạo mở. Khả năng giữ vệ tinh tại một vị trí và biết chúng đang di chuyển đến đâu giờ đây vô cùng chính xác. Nhưng có một hiệu ứng bên lề đáng ngạc nhiên khi chúng ta có thể biết chính xác vị trí của chúng. Câu chuyện quay trở lại vào năm 1957, không lâu sau khi vệ tinh Sputnik được đưa vào quỹ đạo. Thông thường, âm thanh của bất kỳ đồ vật nào có thể thay đổi ngay khi nó di chuyển qua chúng ta. Khi vệ tinh Sputnik bay vào quỹ đạo, các nhà khoa học Mỹ nhận ra rằng có thể xác định vị trí của vệ tinh bằng cách lắng nghe những âm thanh thay đổi từ tiếng bíp phát ra từ nó khi di chuyển trên bầu trời. Điều này khiến cho các nhà khoa học suy luận rằng nếu bạn có thể tính toán được vị trí của một vệ tinh khi bạn ở dưới mặt đất, cũng có nghĩa bạn có thể đảo ngược lại quá trình bằng cách sử dụng vị trí đã xác định của vệ tinh để tìm ra vị trí ở một nơi mà bạn không biết. Kết quả cho ra đời hệ thống định vị toàn cầu hay còn gọi là GPS, và nó hoạt động đơn giản hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ. Tất cả là nhờ có một trong những thứ này. Công nghệ bùng nổ đã dẫn tới hệ thống định vị GPS thực sự trở thành một kim chỉ nam. Nhưng đó không phải là một thiết bị cố định thời gian, mà nó chứa một chiếc đồng hồ nguyên tử, thiết bị đo thời gian chính xác nhất. Ví dụ, nếu tôi đặt một chiếc đồng hồ ở thời điểm vụ nổ Big Bang xảy ra và để nó chạy, chúng ta sẽ biết kỷ nguyên của vũ trụ trong vài ngày. Giờ đây, nếu so sánh nó với một chiếc đồng hồ thạch anh, ta sẽ thấy nó chạy chính xác hơn. Những chiếc đồng hồ nguyên tử có vai trò quyết định tới hệ thống GPS, bởi vì bước đầu tiên trong việc xác định vị trí của bạn là sử dụng một vệ tinh để biết chính xác nơi nó ở đâu, và sau đó cách tốt nhất là đo thời gian. Mỗi vệ tinh GPS phát ra một tín hiệu với một đặc trưng về thời gian. Nó truyền tín hiệu chỉ trong tích tắc để có thể tới bộ phận thu GPS ở trái đất. Khi nào tín hiệu đến, đồng hồ của bộ thu tín hiệu sẽ tính toán xem độ trễ trong thời gian truyền tín hiệu là bao lâu. Đo được độ sai lệch thời gian giữa hai thiết bị này đồng nghĩa với việc có thể tính được sẽ mất bao lâu để đi đến một nơi nào đó, và nơi đó cách vệ tinh bao xa. Máy thu nhận GPS không chỉ làm điều này với một vệ tinh, mà tính toán cho ít nhất 4 vệ tinh. Để tính toán các vệ tinh cách một điểm bao xa, máy thu tín hiệu sẽ tạo ra những khối cầu khoảng cách xung quanh bạn. Và nơi chúng giao nhau là vị trí của bạn. Có tất cả 31 vệ tinh GPS, và bạn càng kết nối với nhiều vệ tinh, việc đọc vị trí của bạn càng chính xác. Điều này có nghĩa, dù bạn ở bất cứ nơi nào trên thế giới, GPS có thể chỉ ra vị trí của bạn trong khoảng cách vài mét. Nhưng GPS cũng có thể nói cho chúng ta biết tương lai của các hành tinh sẽ như thế nào. Núi Usu ở Nhật Bản là một trong những kỳ quan thiên nhiên ấn tượng nhất đất nước Nhật Bản, nhưng nó cũng là một quả bom hẹn giờ, bởi vì trong quá khứ, nó vốn là một ngọn núi lửa. Bất cứ hoạt động núi lửa nào ở đây thường bị coi như là một báo động giả. Người dân địa phương thường bỏ qua điều này và vẫn định cư ở đây. Nhưng vào tháng 3 năm 2000, núi Usu đã rung lắc kèm theo các cơn địa chấn lớn. Các nhà khoa học ra sức kêu gọi 16.000 cư dân bảo thủ nên đi sơ tán. Tôi vô cùng tiếc những thứ quý giá của mình, nhưng tôi đã quyết định để chúng ở lại.
Những bức ảnh, những cuốn phim về các con tôi, chúng đều là những ký ức đẹp đẽ của gia đình tôi. Cơn địa chấn quả là một thảm họa khủng khiếp. Trong vòng vài ngày, một vụ phun trào núi lửa khổng lồ đã phun ra một lượng lớn tro bụi. Núi lửa đã phá hủy một bệnh viện, trường học và hàng trăm ngôi nhà. Tuy nhiên, không có thương vong. Lý do là những nhà khoa học đã phát hiện ra nguy cơ này nhờ hệ thống định vị GPS. Đây là một trong những mạng lưới của trạm tín hiệu GPS xung quanh núi Usu, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc cứu sống nhiều tính mạng. Trong suốt 48 giờ cuối tháng 3 năm 2000, khoảng cách giữa hai trạm này tăng lên 2 cm. Con số này dường như không nhiều. Nhưng đối với những chuyên gia về núi lửa, đây là dấu hiệu phản ánh những thế lực lớn đang hình thành ngầm dưới bề mặt trái đất và đưa họ đến quyết định sơ tán người dân. Nhưng những ngọn núi lửa không phải là thảm họa tự nhiên duy nhất tấn công Nhật Bản. Năm 2011, đất nước này đã bị tàn phá bởi trận động đất Tohoku. Nó là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản, gây ra một trận sóng thần cao tới 40 mét. Cướp đi sinh mạng của gần 20.000 người. Thật khó tin rằng nơi đây đã từng là một ngôi trường. Nhưng mặc dù bị tàn phá, trạm phát sóng GPS dưới mặt đất không hề bị phá hủy. Nó ghi lại chính xác trận động đất đã phá hủy mọi thứ nặng nề như thế nào. Giáo sư Usaku Ota là một trong những nhà khoa học nghiên cứu động đất và hậu quả của nó. Trận động đất đã làm cho ngoài khơi Nhật Bản dịch chuyển 5 mét về hướng đông. Bởi vì động đất dịch chuyển theo phương thẳng đứng, nên nó khiến đường bờ biển lún xuống 1,5 mét. Hệ thống GPS có thể cho các nhà khoa học biết quá trình diễn ra trận động đất, nhưng nó không thể báo cho mọi người biết khi nào động đất sẽ xảy ra. Nó không thể đưa ra lời cảnh báo. Đó là những gì chúng ta thường nghĩ. Giáo sư Kosuke Heiki phân tích tín hiệu GPS không phải để xác định vị trí của mình. Ông đang cố gắng tìm hiểu tại sao sóng GPS lại dao động. Ông tiến hành đo số lượng tín hiệu GPS bị phá vỡ bởi các electron trong không khí. Nó được gọi là tổng electron, hay gọi tắt là TEC. Giáo sư Heiki đã nghiên cứu làm thế nào sau những trận động đất lớn, các sóng âm liên tục làm gián đoạn tín hiệu GPS. Nhưng vào những ngày sau trận động đất Tohoku, ông đã phát hiện ra một điều không thể ngờ tới. Đó là sự gián đoạn kỳ lạ trong các tín hiệu GPS trước khi động đất xảy ra. Tôi băn khoăn không biết tại sao lại xảy ra hiện tượng này. Liệu ông có thể cho tôi biết sơ qua những gì xảy ra khi không có động đất và khi có động đất? Chúng ta giả định đây là TEC. TEC ư? Đó là số lượng các electron trong tầng điện ly ở 300 km phía trên trái đất. Và đây là thời điểm. Nếu không có động đất, nó sẽ có dạng như một đường cong mềm mại như thế này. Tại sao lại là đường cong mà không phải là đường thẳng? Đó là do sự di chuyển của vệ tinh GPS trên bầu trời. Nó là một loại chuyển động biểu khiến. Nghĩa là khi nó đi xuyên qua lớp không khí dày, nó sẽ tạo ra nhiều electron hơn. Khi chảy quang, nó chỉ có vài electron, và sau đó một lần nữa, nó lại vượt qua một lớp dày. Nhưng đó là trong trường hợp không xảy ra động đất. Và nếu có một trận động đất, ví dụ như ở đây. Đó là động đất sao? Đúng vậy, chính là động đất. Nếu bạn quan sát đường cong thông thường khoảng 1 giờ trước khi động đất xảy ra, thì sẽ thấy có một sự gián đoạn gây ra bởi sóng âm. Dường như nó xảy ra ở đường cong này bởi vì nó cao hơn cây cũ. Đúng vậy.
Thật kỳ lạ, khi chuẩn bị có một trận động đất thì đột nhiên sẽ có nhiều electron trong không khí. Đúng vậy, đó là một hiện tượng hết sức kỳ lạ. Người ta cho rằng trong quá trình chuẩn bị xảy ra động đất, các năng lượng sâu dưới lòng đất bằng cách nào đó đã làm lượng electron tăng cao trong không khí, nguyên nhân làm đứt đoạn tín hiệu GPS. Và giáo sư Heike cũng phát hiện ra điều này đã xảy ra trước một trận động đất khác ở Chile vào năm 2010. Đây là một khám phá rất có giá trị mà ở hiện tại các nhà khoa học cũng chưa thể lý giải được. Nhưng nó mang đến hy vọng rằng một ngày nào đó, vệ tinh GPS sẽ có thể dự báo được động đất để cứu sống nhiều mạng người. Trong suốt nửa thế kỷ, các vệ tinh luôn đứng trên đỉnh cao của những tiến bộ về công nghệ. Việc sáng tạo ra những thiết kế tên lửa đã thay đổi cách nhìn của chúng ta về hành tinh. Cách mạng hóa thông tin liên lạc và thậm chí biết chúng ta đang ở đâu. Nhưng giờ đây, trong những năm đầu của thế kỷ 21, công nghệ này đang trở nên đơn giản và linh hoạt hơn rất nhiều. Các vệ tinh không chỉ phục vụ cho những chính phủ và tổ chức lớn, mà nó còn phục vụ lợi ích của người dân. Tại đây, ở căn cứ không quân Vandenberg, một thế hệ vệ tinh mini mới đang chuẩn bị được phóng vào không gian. Bên trong phần đầu của quả tên lửa Delta này là 6 vệ tinh khối lập phương CubeSat. Chúng được sở hữu bởi hầu hết các trường đại học và sẽ tham gia hoạt động cùng với 40 vệ tinh khác đã đi vào quỹ đạo. Chúng làm mọi thứ, từ đo mức sóng trong hệ thống năng lượng mặt trời để nghiên cứu vi khuẩn trong không gian. Thật đáng ngạc nhiên, đất nước đứng đầu trong công nghệ vệ tinh CubeSat lại là nước Anh. Tại đây, các kỹ sư đã sáng tạo ra một trong những tính năng vô cùng hữu ích của vệ tinh. Ở đây chúng ta có một vệ tinh khối. Nó có kích thước chuẩn là 10x10x10cm. Một trong những chủ đề thu hút sự chú ý ở thời điểm này là những mảnh vỡ vũ trụ. Có rất nhiều mảnh vỡ vẫn đang trôi nổi trong vũ trụ. Chúng là những mảnh vỡ từ những vệ tinh cũ hoặc là một phần còn sót lại của những vụ phóng vệ tinh. Nếu những vệ tinh khối này có thể dính chúng vào, mở các cánh mặt trời ra, kéo chúng trở lại quỹ đạo rồi đốt cháy chúng một cách an toàn. Và điều này có nghĩa chúng ta đang làm giảm rác thải vũ trụ. Các vệ tinh CubeSat có giá ít hơn hàng trăm lần so với vệ tinh thế hệ trước. Nhưng các kỹ sư vệ tinh đang thử nghiệm cách tạo ra những vệ tinh nhỏ hơn, rẻ hơn, nhưng tinh vi hơn, gọi là vệ tinh siêu nhỏ. Họ muốn chúng chỉ nhỉnh hơn những chiếc điện thoại thông minh. Trong tương lai, những vệ tinh sẽ ngày càng cung cấp nhiều hơn. Chúng cho phép chụp ảnh, cung cấp thông tin và thăm dò tất cả các cấp độ liên quan đến cá nhân. Trải qua nửa thế kỷ, các vệ tinh đã thay đổi cách chúng ta quản lý cuộc sống. Nhưng bây giờ, chúng ta cảm thấy giống như đang ở trên một cái bệ phóng của cuộc cách mạng vệ tinh lần thứ hai. Vệ tinh là một thứ máy móc sở hữu những khả năng có thể đáng ngạc nhiên hơn nữa. Kỷ nguyên của vệ tinh cá nhân đã bắt đầu. Động cơ chính sẵn sàng. 1, 0, phóng.